Mẹ ơi, mẹ đã gánh con suốt tuổi yêu thơ cho đến ngày khôn lớn. Sao bao năm con đi biển biệt nay trở về đây nghe lòng khắc khoải khi nhìn mắt mẹ vui cười. Hương gió đồng xa mùi lúa chỗ thơm lừng, mái tóc ba sương mẹ ngồi bên hiên cũ, vàng hoa giấy ứng hồng khoe sắc giữa ban trưa. Con chào màu hót ngoài phía sông thưa, nghe dây điệu à ơ đang say ngủ. Bao năm dài mòn gót lãng du, nay con trở về đây nghe lời ru im à. Dạ ngoại ơi, con chào ngoại nghe. Ngoại à, ngoại với anh Thiện đi đâu vậy? Đi dài dài đang kiếm xin gạo, đang chiều đang nấu cơm ăn. Chàng ơi chàng, rồi rồi xin gạo, rồi gạo đâu? Chưa có nữa. Chưa có. Chưa có hộp nào. Rồi rồi anh Thiện sao ngoại cái đợn theo chi vậy? Ngoại đợn theo đợn rồi xin gạo nữa, cái đợn ca đợn kiếm xin gạo nè, mà sáng giờ không có luôn. Chàng ơi chưa chàng có, không có xe kìa đấy. Anh qua đi anh qua. Anh qua đi anh chạy qua. Mình vậy là ngoại dẫn anh Thiện đi xin gạo à. Rồi sao không để ảnh ở nhà cho nó khỏe? Trời ơi, nó đi theo đừng cứ người ta có kêu đờ, người ta cho tiền nó mình chút đỉnh vài chục ngàn vậy, đừng nó mua nãy kia cá mắm đồ ăn vậy đó. Chàng ơi chàng, ngoại ngoại ấy cái nón cho khán giả coi ngoại với cho xem ngoại với chàng ơi. À, năm nay là ngoại ngoài 80 hả ta? 81 rồi. 81 tuổi rồi. Ừ. Mà bây giờ là dẫn con đi xin gạo vậy đó. Đi xin gạo ăn chứ giờ làm gì ra tiền đâu. Dạ dạ xin nhà cho cô bác người ta thương thì người ta cho. Chàng ơi chàng, con mắt đem theo cây đàn như vậy đặng kiếm cơm mà sáng giờ không có show nào sao? Không có show mà hát có đàn có hát người ta mới cho chứ không có đàn không hát. Ủa rồi hình như là ngoại còn một người con gái nữa đâu rồi ngoại? Con gái ở nó có chồng ở với Giao Hòa. À thôi bây giờ như vậy đi, bữa nay mấy anh em con nè xuống thăm ngoại thì nói chung là cũng có phần duyên gửi tặng cho gia đình. Dạ. Không bây giờ bây giờ mình vô cái bóng mát đó đi ngoài cái dạ. Mình trò chuyện rồi con hỏi thăm chút xíu dạ, nha dạ. Dạ mình vô đây nè ngoài, ở đây chắc chắc ngồi ở đây con sợ xình để bây giờ vậy đi, để đi. Dạ thôi thôi để con đi kiếm một cái bao cho anh Thiện anh ngồi hay với ngoại ngồi ha, ngồi chầm hổm đi, để con vô nhà bà con ở trên đây nè, rồi con mượn cái đi rồi mình hả ngồi. Dạ rồi dạ. Đợi con xíu không ngoại. Đợi em xíu anh Thiện. Rồi rồi. Dạ. Bà ơi, bà cho con hỏi thăm nè bà. Ừ. Ngày xưa câu chuyện như thế nào á mà anh Thiện lại kiếm thị như vậy? Nó bệnh. Là khi vừa giống như là cái ngày đầu tiên á là như thế nào, bà có thể kể lại chi tiết cho. Nó cũng không có gì. Nó cũng bình thường rồi không cái rồi nó có cái mày án ngang như cọng tóc vậy đó. Mới gần đầu có một con một thôi. Rồi sau này chạy đi thầy tùm lum hết thì nó là một con nữa. Rồi cái bác sĩ thì nói ra thôi mà nó lớn lên nhỏ thuốc từ từ ngon đợi rồi lớn lên mổ. Rồi đó thành ra mổ đó thì nó cũng thấy chăng sao rồi. Rồi anh em nó bò sao mà trúng nó nhất rồi đi mổ lại một lần nữa là làm kinh phong dở thơ rồi đó. Trời ơi. Trời ơi giật quýu tay quýu chân hết trơn. Nhưng mà bà cho con hỏi thăm nè. Ừ. Rồi con được biết đó là ngoài anh Thiện ra thì bà có thêm một cô con gái bà cũng gặp phải giống như anh Thiện vậy đó. Rồi ngày xưa bà làm cái công việc gì để nuôi những người con của mình bà? Mình cũng làm ruộng rồi cũng
mình này mình kia đâm lo cho con cái rồi không mà người lấy gì mà lo cho con, cũng phải lo cực khổ dữ lắm, lo cho con mà con nó vậy rồi á, thấy trời tôi thấy nó là tôi khóc, tôi nước mắt chở một cầu chuồng, nhìn thấy con vậy đó là khóc hoài luôn. Giống như là bà không tin rằng con mình không thể nhìn thấy ánh sáng. Thì bởi vậy trời ơi, khổ dữ lắm, nó tôi khóc hoài không có giờ nghỉ, thấy đi thôi đi mần thì thôi, về thấy con là khóc. Nhưng mà như vậy mà bà cố gắng bà vượt qua mỗi ngày, bà cố gắng như vậy mà bà chăm lo cho đến ngày lớn khôn luôn nha. Tới lớn khôn dạ, cứ giờ đó tôi cũng cứ về kiếm về cứ vợ rồi cho nó, rồi con nhỏ con gái thì cũng gả đồ coi cho nó đó, rồi nó mổ nhỏ con gái mổ gì nó còn thấy đỡ đỡ, nó cũng còn mình này kia trong nhà cửa rồi được, mà có thằng này những gì mổ tới hai quận rồi. Dạ. Thành ra nó không có thấy. Coi như là bà cũng đã dùng tất cả các số tiền bà có được để lo trời chạy chữa thuốc thang cho con mình. Nói vậy rồi á, tôi ba bốn bữa là nó nhức á, ông tôi cũng ra đầu bờ cũng ngồi xong, ông đâu có ở trong nhà chịu nổi, nó nhức có khóc á, rồi hai ba bữa phải đi một lần, đi một chuyến là 300-400 ngàn không, mà mấy năm đó 300-400 ngàn mới dễ gì kiếm. Mà mấy năm nó gắng mà làm mà lo cho nó, cho nói bác sĩ nào hay cũng đi á, đâu có phải mà không lo cho nó đâu. Thiện là đi thành phố mấy quận rồi, bác sĩ 4-5 ông bác sĩ nói là thiệt nghĩ tiếc quá à, vì nó mổ một con rồi, con nhỏ đó nó mổ con rồi thôi, nó mổ con thôi đi, nó mổ rồi nó làm lan cái nó mổ thêm con nữa, thành ra nó mới làm kinh phong. Coi như là ảnh như vậy rồi bây giờ là không còn nhìn thấy gì nữa hết. Không còn thấy luôn, không thấy mẹ con, không thấy gì hết. Nói khổ dữ lắm. Nói chứ trời ơi, lo cho con chần ai. Rồi vợ bỏ nó phải dám lo cho nó chứ làm sao giờ, dám bỏ đâu giờ. Dạ. Anh Thiện ơi, thôi thì trong ngày hôm nay á, anh Thiện... sẵn trong ngày hôm nay nè, anh Thiện gửi một bài hát về mẹ đi, để tặng cho tất cả quý vị, những người mẹ mà trên khắp thế giới luôn, để có một bài hát thật là hay gửi tặng cho những người mẹ nghe anh Thiện nha. Dạ dạ, vậy là để gửi đến quý khán giả với các mạnh thường quân, em xin hát một bài hát được mang tên là, tựa đề là Gánh Mẹ. Gánh mẹ hả anh Thiện? Gánh mẹ, à cổ. Mẹ ơi, mẹ đã gánh con suốt tuổi âu thơ cho đến ngày khôn. Sao bao năm con đi biển biệt nay trở về đây nghe lòng khắc khoải khi nhìn mắt mẹ vui cười. Hương gió đồng xa mùi lúa chỗ thơm lừng, mái tóc ba xương mẹ ngồi bên hiên cũ, vàng hoa giấy ứng hồng khoe sắc giữa ban trưa, con chào màu hót ngoài phía sông thưa, nghe dây điệu à đang say ngủ, bao năm dài mòn gót lãng du, nay con trở về đây nghe lời ru im à.
ngày xưa mẹ gánh nào cho con gánh lại những lời mẹ ru, mua gánh băng bưng chăm bề vất vả nuôi lớn chúng con là mẹ gánh cả một đời. Rồi lăn dầm sương mẹ không than vãn một lời, mẹ ơi cho con gánh qua năm tháng, gánh qua những năm tháng dài đắng cay. Dù đường đời còn lắm chông gai, con chỉ xin gánh mẹ một lần thôi. Gió chưa hè mẹ gánh à, tội mẹ cao con sợ biết chừng bao. Khi chúng con giờ đã lên dốc nên dây thì mẹ còn âu lo làm chi nữa. Nhưng tuổi hạt đã cao vậy mà năm năm mười bữa mẹ lại lên thăm con cháu đôi lần. Cánh cò quê dần dây dánh táo tầng thì mẹ ơi đây là đôi dây nhỏ, con xin gánh mẹ một lần, xin gánh mẹ một lần thôi. Mẹ già lá sắp xa cây, ngờ đâu lá rụng tội này gánh sâu. Mẹ ơi sóng biển dạt vào, mong sao gánh hết công lao một đời. Trong đời con tìm nơi nở đúng, mong sao gánh công lao mẹ vì con chinh chở cù lao. Dù một lần mẹ ơi biết làm sao để con đáp đền à. Dù một lần mẹ ơi để cho con gánh lại mẹ già, đi khắp thế gian đâu tình bằng tình cha với mẹ, nuôi con cả thanh xuân lặng lẽ âm thầm. Cho con gánh mẹ một lần vì đời mẹ đã tạo thần thái cha, cho con gánh lại mẹ già để sao người gánh chính là con. Dạ xin hết ạ. Wow. À, ngoại ơi cho con hỏi thăm nè, sau khi mà ngoại nghe con trai của ngoại đó là anh Thiện đó cất lên một bài hát à, cũng như là gửi lên cái tiếng đàn và lời ca đó ngoại, nói về một người mẹ à, con không biết rằng ngoại ngồi như vậy rồi ngoại nghe đó ngoại cảm thấy như thế nào ngoại? Nghe buồn lắm, thấy con như vậy giờ cũng buồn rầu lắm chứ không phải sướng gì đâu. Ngoại ngoại cho con hỏi thăm nè, ngoại đang gầu về chuyện gì? Rồi con á, mình thì ngày già rồi con bỏ cháu rồi, rồi nó không vợ con thì ai lo, còn sống thì lo được ngày nào hay ngày nấy cho con vậy thôi. Cái gầu dữ đó cũng không vợ gì. Ngoại lo là chừng nữa là ngoại không còn nữa, không còn đâu nữa thì không ai lo cho con ngoại. Không phải vậy. Nhưng mà ngoại năm nay là bao nhiêu rồi? Năm nay tôi 81 rồi đó. 81 là còn tới 19 năm nữa mà.
biết đâu. Dạ. Sống tới đâu thì hay tới đó. Kêu ví dụ sống ngày nào thấy vậy, mình đi ra thấy mình còn vậy thôi, chứ cũng chưa biết là mình được sống là lâu. Là hàng ngày là ngoại lo cơm cho con trai ngoại ha. Thì bên này đó thì nấu cơm nước sẵn rồi, nó qua thì bới cơm cho nó ăn. Yeah. Có nghĩa là anh không biết tự nấu hả ngoại? Đâu, đâu có biết đâu. Đi về tôi thức sớm thì làm nước rồi cho nó uống. Là làm nước rồi cho uống luôn á? Làm cà phê rồi đó, cho nó uống. Đàn ơi, anh Thiện năm nay bao nhiêu rồi anh Thiện? À, mà anh năm nay 55 rồi. 55 rồi? Là mẹ nuôi 55 năm rồi. 55 năm đó. Mẹ, trời ơi, mẹ cực khổ với con cái mà mẹ nuôi con cái là 55 năm là thấy cỡ nào rồi. Bạn ơi, à, thấy là biết khổ bà cỡ nào. Là với bà con bên ngoài thì anh Thiện lớn, nhưng dạ, mà với người mẹ thì không bao giờ lớn. Dạ, giàu lớn. Trời ơi, do dọn dẹp nhà cửa, con nước cho nó, giặt quần, giặt áo đồ cho nó chứ ai đo. Dạ. Do lúc con nó còn nhỏ. Nhưng mà trời cũng thương, à, nói chung là ngoại tới 100 lận. thì ai cũng nói vậy hết, mà tôi nói kỹ số mình tới đâu thì hay tới đó thôi, chứ biết gì. Trời ơi, trời kêu mình nấy ai nấy dạ. Nhưng mà ngoại không yên tâm ha, không yên tâm giao con cho người khác nuôi. Vậy. 55 năm rồi, con nghĩ chắc ảnh cũng trưởng thành rồi đó ngoại. Trưởng thành rồi. Còn gì nữa, lo cho nó có đầy đủ hết rồi. Dạ. Đâu có còn gì nữa. Ngoại cho con hỏi thăm nè. Hỏi một ngày như vậy rồi anh Thiện cũng như vậy đó, rồi kiếm tiền dễ không ngoại? Thiện hả? Thí dụ như ngoại với anh Thiện đó, ngày kiếm tiền dễ không? Tôi thì đâu có làm gì ra tiền. Nó thì ví dụ nó ai kêu đám thì nó đi kiếm nghề, thí dụ ngày nào thì xào ngày nấy vậy đó, cũng đâu có dư giả gì đâu. Mà nhiều tiền không ngoại? Trời ơi, có nhiêu đâu. Một lần đi như vậy là người ta cho được bao nhiêu anh Thiện? Hàng khi đi vậy, đám vậy, người ta cho vài trăm vậy đó. Rồi có lần nào mà ế xô không? Có. Nhầm khi cả tháng không có đi. Nhầm khi cả tháng mà ế xô hả? Ế xô á. Ở xô ở nhà không? Vô ngủ nước trà rồi đợn dài bản tủm tủm rồi gì hả? Gì á? Chứ bán lũng tủng lũng tủng là gì hả? Có bọc cơm chứ. Có, cũng cho nó chứ cơm cũng có. Cơm thì có ha. Cơm có. Mà tiền tiền thì cho mẹ thì không có. Hơi khó khăn chút. Hơi khó khăn chút. Trời ơi, thật sự mà nói khi mà con biết được á, một người mẹ mà chăm sóc lo lắng cho người con á, mà tới 55 năm, thật sự con rất thương ngoại luôn á. Dạ. Trời ơi, tôi cũng gán giấy tôi sống vài năm nữa đặng lo cho con thôi, chứ cũng không giấy sống làm cái gì để lo cho con. Thấy vậy chứ còn vả đó, vậy đó chứ anh khỏe lắm đó em ơi. Dạ đúng rồi. Ờ đó, còn bà mẹ là duy nhất đó. Em thường nghe người ta nhắc tới cái câu mà còn cha còn mẹ thì hơn đó. Đó, cha mẹ là trên hết mà. Dạ, anh Thiện ơi, thì ngày hôm nay á, mấy anh em á cũng đủ nhân viên rồi, đi trên đường nè gặp được anh với mẹ của anh đó. Dạ. Bà nè. Dạ. Thì thôi thì ngày hôm nay á, hy vọng rằng anh gửi tặng cho quý vị khán giả một vài bài hát với lời ca và tiếng đàn từ anh nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi vậy em xin gửi đến là quý khán giả mà bài hát được mang tên là Một Lớp Năm Ai với bốn câu thần cổ, 1, 2, 5, 6 là câu năm, nó có Lý Chân Soi bài Tâm Sự Đời Anh. Dạ rồi. Giọng ca dao nghe sâu lắng ngọt ngào, ngọn gió từ đồng quê
ấm tình. Đồng đội quân quýt bên nhau trong những lúc đêm thâu, khi bóng giặc tan rồi để trở lại mái nhà tranh. Nhìn sau lưng không đủ mặt mọi người, bao nhiêu bạn bè nằm lại xưa, ôi niềm đau quặn thắt trong lòng, kỷ niệm chất trong lối đi. Trở về quê khi mái đầu điểm bạc, vác ba lô thanh thản dưới đời, ngồi đây ôn lại một thời bao đồng giọng tiếng thô xưa. Vui chọn tình em anh đi vào trong tiếng, cùng đồng đội quyết chí sông pha trên khắp nẻo quân anh. Vượt bao rừng sâu núi thẳm trùng, diệt lũ ác gian hung tàn bao ngược, xâm lăng cõi bờ nơi biên giới Tây Nam, đánh cho chúng tan tành cút khỏi quê hương, để cho rừng cho núi tiếp tục hành quân qua vùng đất bạn. Em luôn bên mình trong những ngày chiến đấu, xung phong anh hăng hái đi đầu. Quyết giữ màu xanh cho đất bạn yên lành, lại bỗng một tiếng ngăn đường tiến bước, đã cút đi rồi ánh sáng của đời anh ơi. Giữa đêm trường trong bóng tối thê lương, còn đâu nữa một thời oanh liệt, chiến xe chiều đưa tôi về lại quê hương. Cánh cũ đâu rồi chỉ còn lại có màn đêm. Làm sao thấy em trong đời, đi về đâu mang đêm vắng bóng thôi kể từ đây. Người yêu em ở nơi đâu, sao được nhìn mắt em đẫm lệ chờ. Cảnh cũ người xưa có còn chờ đợi, bởi người ra đi đã thành phế nhân rồi.
đời, làm sao gặp lại nhau khi không còn ánh sáng để thấy em cười đôi mắt long lanh. Thôi hết rồi em hãy quên anh đi, tìm người xứng đáng để đắm say hạnh phúc. Còn anh cam phận sống đời cô độc, chọn kiếp lẻ loi làm bạn với đêm dài. Khi nhận được thư, em vội vã đến nơi, tay trong tay em nhẹ ngào khẽ nói: tình yêu đôi mình chọn kiếp vẫn không phai, dẫu anh có ra sao em vẫn một lòng son sắt. Hãy vững tin để vượt qua nghịch cảnh, bởi cuộc sống mới đang chờ và dang rộng vòng tay. Hãy vươn lên để tìm lại tương lai, đừng nên vững vàng ý chí, vì xung quanh anh vẫn còn tình thương đồng đội, và tình yêu của em luôn tha thiết chân thành. Vượt lên chính mình tôi đã tìm lại tương lai, ngày ngày dạy cho các em thơ ngón đàn và giống hát. Bạn bè ơi, thì ta tàn những không quê, hãy góp sức nhau cùng và xây dựng quê. Dạ xin hết ạ. Wow, rất là tuyệt vời luôn. Anh Thiện ơi, nói chung á, nãy giờ là mấy anh em mình á gửi tới quý vị khán giả những lời ca tiếng hát mà nó giống như là nó buồn. Dạ. Yeah. Có cái bài nào vui vui không anh gửi tặng cho quý vị khán giả trong ngày hôm nay? Không để có cái nụ cười cho ngày mới coi. Bài vui hả? Ừ, có bài gì vui vui không? Bài vui thì hát như là bắt đồ không à? Đi rồi làm đi. Thi đồ gì chứ. Dạ. Nói chung thì mình nãy giờ mình chưa có bài vui. Không biết anh Thiện làm một bài vui đặng cho quý vị khán giả có nụ cười trên môi coi. Nãy giờ buồn không à? Nãy giờ hát mấy bài buồn không phải không? Dạ. Chị xin gửi về quý khán giả mà ba lớp thi nói về lễ du quy đi. Lễ du quy đi. Bài này lạ nghe, em chưa nghe ra nghe. Lễ du quy. Dạ rồi. Yeah. Dạ rồi. Dạ dạ kính thưa ông bà cô bác, có mặt hôm nay những ban cổ nhạc tài tử thị xã Ngã Năm, chúng con xin có đôi lời chúc tụng, chúc cho đôi bạn được bền duyên tóc tơ. Anh mong hai em hạnh phúc với nhau để vui lòng cha mẹ đôi bên, được gỡ gàng hạnh phúc đến trăm năm, sanh con như rồng như phụng, gái nết na gặp được trai hiền, thành vợ thành chồng phải lo chi thú làm ăn, dư giả bạc tiền phải nên lo cần kiệm, đừng tiêu xài lãng phí xa hoa, để sắm chiếc xe con để xây dựng nhà lầu, đi tới đâu cũng nhớ về thăm cha với mẹ, nhớ mang theo về với thức tâm với mây ốp chầu vàng. Bạn văn nghệ chúng tôi xin có vài lời chúc cho hai em sắc cầm lon phụng hòa minh. Còn nói về phần mẹ cha nuôi con cho đến lúc lớn khôn, cha mẹ nào nhắc đến công ơn, nhưng chỉ mong sao ước
Nguyễn Thành Đạt. Hôm nay em đến ngày lớn cùng thì cha mẹ nói nụ cười ngoan nguyện. Nào ai kể đều khớ cục, con ẵm con bồng chín tháng cù mang. Mỗi khi đang ăn cơm mà con la khóc, bỏ đũa lên bàn chạy đến bồng con. Dầu dài sớm nắng chiều mưa cũng vì con mà chịu nhiều điều khổ cực. Mỗi khi chân giấc ngủ mà cũng chẳng được yên. Mỗi khi con ngó sổ mũi ấm đầu, đến lúc trường bò biết gọi ba ba. Công ơn mẫu từ rộng lớn bao la. Này em hãy nghe lời cha mẹ dạy, đi đứng nôi năng phải lịch sự cho đàng hoàng. Trong lúc này em không còn ở gần mẹ cha, mà em phải luôn luôn rèn luyện công ngôn dung hạnh. Về bên chồng cũng còn có anh chị em hãy tươi vui mà vững dạ theo chồng. Ngày tươi ngày tết nhớ về thăm cha với mẹ, mang theo dài mây nhân với mây ốp chầu vàng. Bạn vàng nghệ chúng tôi xin có đời lời, chúc cho hai em sắp cầm lon phụng hòa minh. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi là em sắp gọi mẹ cha, để em về bên nhà chồng nơi quê người xứ lạ. Cha mẹ già lại thêm yêu quanh, mỗi khi tôi lửa tắt đèn, gái lớn con thì phải theo chồng. Báo hiếu bên chồng cũng là báo hiếu cho mẹ cha. Dạ em xin hết à, em xin hết à. Bài này lạ với anh Thiện, hình như anh Thiện mới sáng tác hay gì mà. Là mấy bài mới anh có nhiều lắm, bài ca thuộc á. Là lễ du quy hả? Lễ du quy. Là coi như là lời khuyên gửi tặng cho lứa đôi. Dạ đứa lời đó, quyên ương đó. Tại sao mà tự nhiên anh kể cho em nghe coi, sao tự nhiên mà anh sáng tác được cái lời bài hát này? Không không, đó. Nói chung bài này như ít có ai hát, nhưng mà tại vì anh đi đám anh có nghe đó, người đó hát rồi nói lâu. Nói chung là 5-6 năm nay không có gặp. Và anh nghe hát chừng 2 lần là anh thuộc rồi. Hay ta. Vậy là không, anh nghe hát cái bài này là anh thuộc tới giờ luôn. Vậy là anh thuộc làm đó. cho một người hát. Cho người hát đó, anh thấy bài đó anh để ý quen quá. Mà hay ta, mà sao mà hay đó. Rồi anh, người ta ca quan quận mà anh thuộc hết lời hay vậy? Thuộc á, cái anh ca anh thích quá, nó yêu cầu hát cho, yêu cầu đi hát cho tôi đàn quận nữa. Đàn quận nữa là mình nghe là mình để ý thuộc à. Được. Như vậy là anh Thiện có khiếu rồi. Thuộc mấy bài nào hay. Nếu mấy bài nào hay hay là người nào hát nhằm khi anh để ý. Rồi là mấy bài thuộc á. Nghe bài hay là bắt đầu là anh sẽ chú ý hơn. Chú ý đó, chú ý là về cái bài đó, bản đó không đó. Là anh thuộc à. Còn thí dụ người ta ca bản không hay thì không. Không tay không thôi. Qua tay. Qua tay, không mình không có quan tâm. Giống cái thẻ nhớ của ta. Hay gì mà thuộc được. Thuộc á. Lúc mấy năm trước á cho nó học đờn nó mấy sáng đó. Năm sáu. Thì phải mua thô băng cho nó. Rồi mua mà cái băng đó đặng cho nó thâu vô đặng nó đờn theo. Vậy là hồi xưa là ngoại mua cái thô băng. Tôi hồi đó tôi với ổng á, giờ con mình vậy rồi, mình chạy chữa tùm lum hết. Nó vậy rồi, nó phải chịu rồi. Dạ. Thôi mình cũng gắng, mình kiếm cái sở gì để cho con mình đặng nữa nó sanh sống. Rồi đó phải lo cho nó đi học. Cả đâu 1 năm ngoài 2 năm. Rồi nó ở chỗng nó đờn. Rồi thấy vậy rồi đờn cũng nằm ngoài 2 năm. Rồi mấy gì về mấy mua cái thô băng 4 chỉ vàng. Dạ. Rồi mua cồn băng đồ đặng thâu cho nó đó. Có nghĩa là ngoại chẳng những là lo cho anh Thiện từ bữa ăn giấc ngủ rồi, mà còn lo đến lo cái con đường sống đi sau này. Chứ không lo đời sống rồi giờ nó lấy gì nó sống đây. Rồi kiếm đâu ra một người mẹ tuyệt vời vậy nữa anh Thiện. Ít có người mẹ là được vậy lắm, là lo rồi từ mới ăn giấc ngủ, lo cha, lo cho mà tương lai sau này nữa.
cho con. Đó bởi vì anh mới nói với cho em nghe, em mừng với nói với quý khán giả với các mạnh thường quân mừng cũng làm mình làm được tới ngày hôm nay, đoàn được tới ngày hôm nay nhờ cha mẹ lo cho mình vậy mình cũng mừng. Rất mừng mà mình cũng vinh hạnh nữa. Lo cho con nó mình cũng sống rất vinh hạnh. Chứ thôi làm sao mới sống được. Thì nói chung á bữa nay con mấy anh em con á cũng biết được là ngoại với anh Thiện nè là tháng 7 rồi mình đi xin gạo. Rồi ngoài ra thì anh Thiện cũng đem theo cây đờn đặng kiếm tiền mua đồ ăn. Nhưng mà ngoại cho hỏi thăm nè, rồi sáng giờ đi rồi có ký gạo nào chưa? Chưa. Rồi có đàn được cái show nào chưa? Chưa nữa, chưa có được cái show nào hết trơn. Chàng ơi, chàng. Rồi nhà giờ còn nhiêu ký gạo ngoại? Bước gì biết gì có gạo nấu không nữa đó. Không biết gì nữa có gạo nấu không nữa hả? Ừ. Chàng ơi. Thấy cũng thương quá. Thôi bây giờ như vậy ha. Ngày hôm nay á, mấy anh em con ghé thăm ngoại nè. Với anh Thiện ha. Thì cũng có một phần viên là 1 triệu đến từ cô Vương Cẩm Vân có pháp danh là Tâm Huệ, sẽ gửi cho ngoại với anh Thiện là 1 triệu để mua gạo ha, với mua đồ ăn ha. Ngoài ra là cũng có thêm là anh Công Nguyễn ở Úc. Anh Công Nguyễn ở Úc cũng gửi thêm cho ngoại với anh nữa ha. Là tổng cộng là 1,5 triệu thì con xin gửi cho ngoại ha. Để con kẹp tiền ở đây để con lấy cho ngoại. Dạ rồi. Rồi mẹ cũng cảm ơn ủa nãy lúc đầu nói chị. Dạ để tên em, gì tên để, gì? Để em đọc tên. Ừ. Dạ rồi. Đầu tiên nè ngoại ơi, là 1 triệu là của cô Vương Cẩm Vân. Có Vương Cẩm Vân là Tâm Huệ gửi cho ngoại với anh Thiện là 1 triệu để mua gạo với mua đồ ăn. Dạ vậy là cho tôi gửi lời. Tôi cảm ơn cô Tâm Huệ. Cô Tâm Huệ. Dạ. Ngoài ra là có thêm là anh Công Nguyễn ở Úc. Sẽ gửi thêm cho ngoại là 500 ngàn nữa. Dạ, vậy là cô cũng gửi lời thăm cảm ơn trên ở Úc sao? Dạ anh Công Công Nguyễn, Công Nguyễn. Dạ. Dạ rồi. Thôi thì con cũng nguyện cầu chúc sao á cho ngoại có thật là nhiều sức khỏe. Để còn chăm lo cho người con trai không bao giờ lớn của mình nữa. Dạ. Trời ơi. Không còn lớn nữa đâu. Cỡ này còn lo gì, lo hoài. Bả là người con trai không bao giờ lớn. Hết lớn rồi. Là luôn luôn là ngày nào cũng giặt đồ nấu cơm rồi hết chứ. Cũng phải lo cho con. Dạ. Nói chung nói thương giờ mẹ mình cũng già cả rồi. Nói chung là không lẽ bả già gì tận tuổi này không lẽ để bả lo hoài. Dạ. Cũng cố gắng anh Thiện ha. Cố gắng. Dạ. Anh cũng gắng cố gắng nha. Dạ. Thưa quý diễn giả, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, thì một lần nữa cho mấy em ngôn thay mặt gia đình của bà ngoại gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước trong khoảng thời gian qua đã đồng hành cùng mấy em ngôn hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà ngoại cũng như là anh Thiện là con của bà. Thì một lần nữa cho mấy anh em ngôn gửi lời cảm ơn chân thành và điều đặc biệt nhất là trong ngày hôm nay thì cho mấy anh em ngôn gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Vương Cẩm Vân có pháp danh là cô Tâm Huệ đã gửi đến cho gia đình là 1 triệu. Ngoài ra là có thêm là anh Công Nguyễn ở Úc cũng đã gửi thêm cho gia đình là 500 ngàn nữa. Thì tổng số tiền ngày hôm nay ngôn gửi cho gia đình là 1,5 triệu. Một lần nữa cho ngôn thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành Dạ. Còn bây giờ thì ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại.